À, chào mẹ em, hôm nay thì anh sẽ tiếp tục với cái bài giảng về các cái xét nghiệm men gan. Các cái tài liệu anh tham khảo thì như thường lệ là sách của Goyen và một cái trang web là patient.com.uk, một cái trang web của Nga, à của anh. Thì đây là cái nội dung mà anh tham khảo. Cái nội dung đây là một cái trang web khá là nổi tiếng và cái phần anh tham khảo là Professional Reference. Cả cái xét nghiệm men gan ở đây mà em có thể tra cứu vào cái trang web patient.co.uk và em gõ abnormal liver function test nhá. Và thêm một cái thông tin nữa là anh lấy từ sách truyền nhiễm của trường mình. Nội dung mà anh sẽ nói cho mẹ em hôm nay liên quan tới cả cái men gan là chủ yếu nhá, tức là cả cái liver enzyme, chứ anh không nói về cả cái xét nghiệm liên quan tới chức năng gan ha. Trong cả cái xét nghiệm của gan á, là mình chia thành hai nhóm, một cái nhóm cả cái xét nghiệm gọi là xét nghiệm để chẩn đoán hủy hoại tế bào gan, hủy hoại tế bào gan hả? Thì hủy hoại tế bào gan thì nó sẽ làm tăng cả cái men gan trong máu, và một cái nhóm xét nghiệm mà người ta gọi là suy chức năng tế bào gan. Cái nhóm xét nghiệm suy chức năng tế bào gan thì thông thường là những cái xét nghiệm liên quan tới cái quá trình tổng hợp của nó nhé, tổng hợp của gan, ví dụ như protein hoặc là albumin máu, đó là xét nghiệm, hoặc là cái xét nghiệm tỷ prothrombin liên quan tới một số cái yếu tố đông máu do gan sản xuất nhé. Ngày hôm nay thì anh chỉ nói cho mẹ em liên quan tới sự hủy hoại tế bào gan, tức là nó sẽ làm tăng cả cái men gan bên trong máu, tức là một cái sự phóng thích men gan, từ phóng thích cả cái men, cả cái enzyme hoặc là bất cứ cái chất nào bên trong tế bào gan ra bên ngoài máu. Đầu tiên thì anh sẽ nói cho mẹ em về hai xét nghiệm ALT và AST. Nói chung cái xét nghiệm mà liên quan tới AST và ALT thì liên quan tới cái mặt thuật ngữ á, thì nó khá là phức tạp, tại vì theo ước tính của anh thì em có tới 4 thuật ngữ liên quan tới AST và ALT. Ví dụ như một số thầy cô thì sử dụng ASGOT, RPT, hoặc là GOT rồi RPT, có RPT hoặc là ALAT, ASAT, hoặc là ALT, AST. Nhưng mà anh chọn cái thuật ngữ này tại vì anh thấy là hầu hết cả cái tài liệu tiếng Anh á, người ta thích sử dụng cái thuật ngữ này hơn. Còn ba cái thuật ngữ trên thì các em có thể sử dụng để tham khảo thêm. Tuy nhiên thì dĩ nhiên là một số cái tài liệu người ta cũng ghi là GOT hoặc là RPT chẳng hạn ha. RPT thì RPT chính là ALT, còn gọi chính là AST. Thì kinh nghiệm của anh liên quan tới cái này để cho mẹ em dễ nhớ hả? Tại vì nhiều khi anh nói về cái AST, ALT nhưng mẹ em lại quen sử dụng cái thuật ngữ bên này hơn, thì để quy đổi qua lại thì mẹ em phải rất là dễ nhầm lẫn. Tại vì hồi trước khi mà anh học, anh sinh viên thì anh cũng hay nhầm lẫn giữa GOT, GOT có phải là AST hay ALT, hoặc là RPT là AST hay ALT. Thì để nó dễ nhớ thì anh có một cái cách nhớ rất là đơn giản, đó là RP tức là anh hiểu chữ giải phẫu ha. Còn AL chính là atlas nha. Đó, tức là RPT chính là ALT ha. Rất là dễ hiểu ha, dễ nhớ. Các em phải nghĩ ra một cách nào đó để nhớ, không thôi các em sẽ nhầm lẫn. Em sẽ nhầm lẫn không biết RPT là AST hay ALT ha. Một cái thông tin thứ hai nữa đó là chúng ta biết là cái men này không những có ở gan mà còn có ở tim nha. Cái ALT thì nó đặc hiệu cho gan nhiều hơn, còn AST nó không đặc hiệu cho gan. Không đặc hiệu có nghĩa là ngoài gan thì nó còn có ở ngoài gan thì nó còn có ở ở tim nha. Hai cái này thì anh cũng nhầm lẫn, anh cũng nhầm lẫn không biết cái, anh cũng biết là có một cái men là đặc hiệu cho gan, một men đặc có thể có ở tim nữa. Ví dụ như trong trường hợp mà bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim chẳng hạn ha, nhồi máu cơ tim thì khi mà bệnh nhân được làm men gan thì AST nó sẽ tăng, AST nó sẽ tăng ha. Nhưng mà
Anh hay nhầm lẫn qua lại giữa ALT và AST, cái nào đặc hiệu cho gan, cái nào xuất hiện ở tim. Thì anh có một cái cách nhớ khác. À, thì chữ L này thì anh thường hay nghĩ về cái chữ liver. À, thì là gan, mà cái không phải là gan thì cái là tim, cho nên AST là đặc hiệu cho tim. Gọi không phải là đặc hiệu cho tim nhưng còn tăng trong tim nữa. Thì có một số sinh viên khen hỏi cả em có cái cách nhớ nào hay hơn không? Thì một số bạn cho anh một cái cách nhớ cũng khá là hay. À, AST là suy tim. Nha. Như vậy cách nào cũng được nha. Miễn là mẹ em nhớ cho anh hai cái. Thứ nhất là nhớ cái cách chúng ta quy đổi qua về giữa as got as repeat và AST và một cái men nào đặc hiệu cho gan và men nào đặc hiệu cho tim nha. Rồi, đó là cách chúng ta nhớ. Rồi, thêm thông tin thứ ba nữa đó là các em cần biết là ALT nằm có nhiều ở trong trong bao tử nha, còn AST thì có nhiều trong trong tỳ thể ha. Vậy chúng ta sẽ chia ra hai tình huống. Thứ nhất đó là vỡ tế bào gan ha, vỡ tế bào gan, và thứ hai là thương tổn tỳ thể. À, vỡ tế bào gan có thể gặp trong những trường hợp nào, ví dụ viêm gan virus nha, hoặc viêm gan do thuốc, hoặc viêm gan tự miễn, à, thậm chí trường hợp thiếu máu nữa nha, giống y chang như thiếu máu cơ tim vậy, thì gan cũng có thể bị thiếu máu. Còn thương tổn tỳ thể chúng ta sẽ gặp trong trường hợp của viêm gan do rượu. Viêm gan do rượu. Thì giống như anh đã phân tích cho mẹ em. ALT có trong bao tường. AST có trong tỳ thể ha. Cho nên khi vỡ tế bào gan sẽ làm tăng ALT nhiều hơn so với AST. Còn trong thương tổn do tỳ thể thì sẽ tăng AST nhiều hơn so với ALT nha. Các em hiểu rõ nha. Rồi, như vậy đứng trước một bệnh nhân có tăng ALT à, để anh chuyển sang màu xanh nè. Đứng trước một bệnh nhân có tăng ALT và tăng AST nha. Thì chúng ta bệnh nhân bị thương tổn tế bào gan là điều chắc chắn. Tế bào gan là điều chắc chắn. Nhưng chúng ta sẽ phải khai thác thêm cả cái thông tin liên quan tới cái sự tăng ALT và AST. Chúng ta sẽ đánh giá chỉ số ALT trên AST nha. Nếu như chỉ số này lớn hơn 1 nha, chỉ số này lớn hơn 1 nha, cộng với men gan tăng gấp 5 lần nha, thì các em chẩn đoán là viêm gan cấp. Có thể do bất cứ nguyên nhân nào, virus, viêm gan do thuốc, tự miễn, vân vân. Được chưa? Tự miễn. Rồi, đó là thông tin quan trọng đầu tiên ha. Đã, thương tổn tế bào gan. Chúng ta có một cái chỉ số thứ hai, đó là chỉ số AST trên ALT lớn hơn 2. Đã, AST tỳ thể, thương tổn tỳ thể nha. Thì viêm gan do rượu, ok chưa? À, ALT tăng thì thường gặp trong cả cái trường hợp thương tổn vỡ tế bào gan, còn AST tăng thì thường gặp trong cả cái trường hợp thương tổn tỳ thể nha. Rượu là một trong những cái tác nhân gây thương tổn tỳ thể số 1 đó. Còn một cái thông tin nữa liên quan tới một cái bệnh lý đó là viêm gan màng do virus. Viêm gan màng do virus thì thông thường AST, ALT nó sẽ tăng cao hơn so với AST.
Thế chỉ số này thường hẳn cũng sẽ lớn hơn 4 nha. Anh đề cập riêng riêng cái phần ALT về anh ghi lại ALT trên AST lớn hơn 1 trong trường hợp viêm gan màng do virus ha. Viêm màng do virus. Còn nếu như nó dĩ nhiên thì men gan tăng vài lần thôi chứ không tới 5 lần, nếu như tới 5 lần thì người ta gọi là viêm gan cấp rồi. Nếu một ngày nào đó cái chỉ số AST trên ALT của bệnh nhân này, nếu một ngày nào đó chỉ số này lớn hơn 1 thì mẹ em phải nghĩ ngay tới khả năng đại bệnh đã diễn biến tới xơ gan ung thư gan nha, em hiểu chưa? Như vậy tóm lại thì mẹ em nhớ anh nhắc lại lần nữa, ALT nằm trong bao tướng, AST nằm trong tí thể. Nếu ALT tăng thì thường gặp trong cả cái trường hợp là vỡ tế bào gan, ví dụ viêm gan do virus, viêm gan do thuốc, viêm gan tự miễn, thiếu máu, bất cứ cái nguyên nhân nào gây vỡ tế bào gan sẽ làm tăng ALT. Còn nếu như cái nguyên nhân nào đó gây thương tổn tí thể, chẳng hạn như là rượu, rượu gây thương tổn tí thể, nó sẽ tăng AST. Cho nên cái chỉ số giữa AST và ALT nó sẽ cung cấp cho chúng ta một vài thông tin cơ bản liên quan tới chúng ta định hướng về cái nguyên nhân gây ra cái bệnh lý của bệnh nhân nhá. Nếu như mà chỉ số ALT trên AST lớn hơn 1 nhá, và cộng với men gan tăng gấp 5 lần, thì chúng ta sẽ chẩn đoán là viêm gan cấp. Viêm gan cấp thì có thể do bất cứ cái nguyên nhân nào mà anh đã liệt kê ở đây ha. Còn nếu như mà chỉ số AST lớn hơn chỉ số trên chỉ số ALT lớn 2 thì viêm gan do rượu ha. Còn trường hợp thứ ba là trường hợp mà thường hay gặp trên lâm sàng, đó là viêm gan màng do virus. Thì thông thường thì viêm gan màng nó cũng thường tổn tế bào gan thôi, cho nên ALT nó sẽ tăng cao hơn so với AST chỉ số lớn hơn 1 ha. Nhưng mà men gan không tăng gấp 5 lần, vì nếu men gan tăng gấp 5 lần thì mình sẽ vào đó là viêm gan cấp. Thì nhưng mà một ngày nào đó tự nhiên em xét nghiệm cho bệnh nhân thấy AST nó tăng cao hơn so với ALT thì bệnh diễn tiến tới xơ gan hoặc là ung thư gan rồi, em hiểu chưa? Đấy, có thêm một cái thông tin nữa, đó là thông thường thì anh cũng hay quên quên cái không biết là cái AST hay ALT tăng là gặp trong viêm gan do rượu ha. Thì anh cũng có hỏi sinh viên các em có cách nào để nhớ cái AST thường hay tăng trong viêm gan do rượu hay không nha. Chỉ số nhìn chỉ số AST trên ALT lớn hai nó có vẻ dễ như thế này, nhưng mà chắc chắn thì một cái thời gian thì các em sẽ quên. Con số 2 thì các em có thể nhớ, nhưng mà không biết là AST hay ALT nằm ở phía trên. Thì sinh viên cũng cho anh thêm một cái thông tin rất là hay, đó là chữ S này là say rượu à, cho nên viêm gan do rượu thì tăng AST nha. Như vậy say rượu và suy tim nha, thông tin rất là hay. Rồi S đặc hiệu cho tim nha, mà em hiểu nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào một số cái ví dụ để mà em có thể thực hành về những cái thông tin mà anh nói. Một bệnh nhân nam không có tiền sử gì và vào viện vì vàng da, xét nghiệm AST ALT như sau. Như vậy trên bệnh nhân này rõ ràng chúng ta thấy là bệnh nhân có cả ALT và AST đều tăng nha. ALT của bệnh nhân tăng và AST của bệnh nhân cũng tăng luôn. À, và chúng ta không có tiền sử gì kể cả sử dụng thuốc vào viện vì vàng da, thì ta thấy là chỉ số ALT trên AST của bệnh nhân này lớn hơn 1 và men gan tăng tương đương với khoảng 5 lần, cũng chưa vượt khỏi 5 lần ha, nhưng mà cũng tương đương rồi đó. Cho nên chúng ta chẩn đoán trong trường hợp này bệnh nhân này bị viêm gan cấp, nguyên nhân chưa rõ à, nguyên nhân chưa rõ tại vì bệnh nhân không có tiền sử sử dụng thuốc, không có tiền sử gì. Thông thường như vậy thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân làm cả cái xét nghiệm như là HBsAg, anti-HCV hoặc là cả cái viêm gan A ha. Nói chung là chúng ta tìm cái nguyên nhân, mà thông thường là chúng ta sẽ cho bệnh nhân loại trừ hai cái bệnh lý mà thường gặp nhất gây ra viêm gan, đó là virus HBsAg và anti-HCV chứ. Như vậy trong trường hợp này chúng ta chẩn đoán bệnh nhân bị viêm gan cấp.
Một bệnh nhân nam tiên sử hạt BSAR dương tính đi kiểm tra men gan. Thì chúng ta thấy trong trường hợp này cả hai chỉ số của bệnh nhân cũng đều tăng cả, đúng không? Cả hai chỉ số của bệnh nhân đều tăng, ALT tăng và AST cũng tăng luôn. Nhưng mà chúng ta sẽ đánh giá chỉ số ALT trên AST của bệnh nhân lớn hơn 1 chưa, và men gan cũng tăng khoảng 2 lần ha. Thì chúng ta sẽ chẩn đoán là viêm gan mạn. Viêm gan B mạn ha. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cả cái xét nghiệm như là HBE, AR và BV, DNA. Mục đích để làm gì? Để chúng ta tiếp tục đánh giá xem thử virus có nhân lên hay không ha. Virus có nhân lên không? Và tiến hành điều trị cho bệnh nhân. À, điều trị cho bệnh nhân. Vì nếu không bệnh nhân có thể diễn tiến tới xơ gan hoặc là ung thư gan. Rồi mà em hiểu chưa? Rồi. Nói chung khá đơn giản đúng không? Chúng ta tiếp với một cái trường hợp số 3. Cũng là bệnh nhân đó sau một thời gian đi kiểm tra men gan thấy như thế này. Đó. Chúng ta thấy trong trường hợp bệnh nhân này cũng là bị viêm gan B, hạt BSAR dương tính. Đi kiểm tra ta phát hiện thấy ALT tăng, AST cũng tăng luôn. Chưa? Như vậy nhưng chỉ số AST trên ALT lớn hơn 1, anh cho mẹ em một cái thông tin là bệnh nhân không có tiền sử uống rượu. Nha, nhớ lại khi hồi nãy anh đã nói bệnh nhân có thể đã diễn tiến tới xơ gan hoặc là ung thư gan ha. Trong trường hợp này chúng ta sẽ phải tiến hành các xét nghiệm để chẩn đoán xơ gan ha. Và bên cạnh đó chúng ta cho bệnh nhân làm alpha fetoprotein, tức là một cái marker để chẩn đoán ung thư gan, tế bào gan nguyên phát ha. Hepato cellular carcinoma. Rồi, mẹ em hiểu không? Đó, một cái ví dụ rất là hay. Nha, mẹ em hiểu ví dụ này chưa? Chúng ta tiếp với một trường hợp khác. Một bệnh nhân đi kiểm tra men gan dựa vào kết quả sau, các xét nghiệm virus viêm gan đều âm tính. Em cần hỏi bệnh nhân câu hỏi về tiền sử gì? Chúng ta thấy ở đây bệnh nhân có chỉ số ALT tăng, AST cũng tăng ha. ALT tăng, AST cũng tăng luôn. Được chưa? Chúng ta thấy chỉ số AST trên ALT lớn hơn hoặc bằng 2. Lớn 2. Chỉ số ALT trên AST lớn 2. Men gan âm tính. Chẩn đoán theo dõi viêm gan do rượu. Chưa? Cho nên câu hỏi trong trường hợp bệnh nhân này đó là tiền sử uống rượu. Rồi, như vậy anh hy vọng mà em đã hiểu cả cái tình huống mình sử dụng cái xét nghiệm men gan để định hướng một cái vài nguyên nhân ha. Và nhớ là anh sử dụng cái thông tin này là từ những cái nội những cái tài liệu tham khảo anh đã cung cấp cho mẹ em có thể tham khảo thêm. Liên quan tới sách của Gojen thì nó nằm ở trang 361 ha. Còn cái trang web của patient.com.uk thì các em có thể login vào để xem. Rồi tiếp, hai cái men gan tiếp theo mà anh sẽ đề cập đó là gamma-RT và phổi phát tác kiềm. RT này là viết tắt của gamma glutamine mình là y dài hay ngắn y dài ha, transferase, và chữ ALT là viết tắt của alkaline phosphatase, hay còn gọi phosphatase kiềm gamma-RT, hay mẹ thầy cô hay gọi như vậy đó. Hai enzyme này là hai enzyme đặc hiệu của
tế bào biểu mô đường mật. Của tế bào biểu mô đường mật nha. Và nó sẽ tăng trong trường hợp thương tổn tế bào biểu mô đường mật. Thương tổn tế bào biểu mô đường mật. Rồi, em hiểu không? Bên cạnh đó, phốt pha ta kiềm còn là một cái enzyme của xương. Chưa? Của xương. Cho nên phốt pha ta kiềm sẽ tăng lên trong các bệnh lý về tiêu xương nha. Trong các cái bệnh lý về tiêu xương, mà thông thường cái bệnh lý tiêu xương mà chúng ta thường hay gặp nhất đó là ung thư xương. Nha. Còn gamma rete là một cái enzyme của hệ P450 nha. Nếu như mà em học dược lý thì mà em biết cái hệ P450 rồi chứ nữa. Đây là một cái hệ giúp gan chuyển hóa chất độc ha, giúp gan chuyển hóa chất độc. Và gamma rete nó sẽ tăng lên nếu sử dụng kèm nếu có sử dụng các chất làm kích ứng hệ P450. Chưa? Và một trong những cái chất kích ứng hệ P450 đó chính là rượu. Như vậy tóm lại, nếu như gamma rete tăng thì mẹ em nghĩ tới cho anh một trong hai trường hợp. Thứ nhất, thương tổn tế bào biểu mô đường mật, thương tổn tế bào biểu mô đường mật, mà một trong những cái nguyên nhân thường gặp nhất của thương tổn tế bào biểu mô đường mật đó là viêm đường mật cấp ha, hay có sỏi ống mật nhá, sỏi ống mật trụ chẳng hạn như vậy ha. Và nguyên nhân thứ hai đó là viêm gan do rượu. Ok, còn nếu như mà ALP mà tăng thì mẹ em cũng sẽ nghĩ cho anh tới hai lý do. Một cũng là thương tổn tế bào biểu mô đường mật. Và nguyên nhân thứ hai mà mẹ em phải nghĩ tới đó là tiêu xương, thấy chưa? Tiêu xương. Rồi, nên anh sẽ có một cái bảng ở đây và mẹ em phải cho anh chẩn đoán. Rồi mẹ em có thể ngưng cái video lại. Rồi anh bắt đầu bằng hai cái trường hợp ở dưới trước. Một bệnh nhân vào viện có gamma rete không tăng mà phốt pha ta kiềm tăng. Nha, ví dụ số 3 trước. Em chẩn đoán là gì? Tiêu xương, được chưa? Vì anh nói rồi, alkaline phốt pha ta mà tăng, ALP tăng, thì em nghĩ tới hai lý do. Một là thương tổn tế bào đường mật và tiêu xương. Nhưng mà nếu như mà thương tổn tế bào đường mật thì gamma rete cũng sẽ tăng nhé. Trong trường hợp này bệnh nhân gamma rete bình thường, cho nên chẩn đoán của chúng ta sẽ là tiêu xương. Rồi, em hiểu không? Ví dụ số 2 ở đây, một bệnh nhân có gamma rete tăng nhưng alkaline phốt pha ta không tăng, em nghĩ tới nguyên nhân là gì? Mà em sẽ nghĩ tới rượu. Ok, mà em sẽ nghĩ tới nguyên nhân do rượu. Yeah, tại vì RRT tăng thì nghĩ tới hai nguyên nhân. Một là tế bào đường mật và cái thứ hai là rượu. Nhưng mà tế bào đường mật thì ALP phải tăng ha. Còn chẩn đoán của chúng ta sẽ là rượu. Còn trong trường hợp gamma RRT và alkaline phốt pha ta đều tăng thì mà em nghĩ là
ví dụ như sợi đường mực nhá, ví dụ như vậy ha. Rồi như vậy anh hy vọng mà em hiểu về cái gamma rete và alkaline phosphate. Rồi xét nghiệm cuối cùng liên quan tới men gan đó là bilirubin. Bilirubin thì ví dụ như cả cái xét nghiệm tại bệnh viện của mình á, nó sẽ cung cấp cho mẹ em thông tin về bilirubin trực tiếp, bilirubin gián tiếp, và tức là bilirubin liên hợp, bilirubin không liên hợp và bilirubin toàn phần. Tuy nhiên thì một số cái labo nó không cần phải như vậy, tức là nó chỉ cung cấp cho chúng ta hai thông số thôi. Một là nó cung cấp cho chúng ta bilirubin trực tiếp nha, bilirubin toàn phần và bilirubin trực tiếp nha, chữ CB ở đây mà anh ghi là conjugated bilirubin. Chứ nó không nhất thiết là đưa cho chúng ta thêm một cái bilirubin gián tiếp nữa nha, tức là unconjugated bilirubin không cần, vì nó không cần thiết, tại vì chúng ta cộng hai cái này, nếu chúng ta cộng hai cái này thì nó sẽ ra cái này nha, em hiểu chưa? Đó, cho nên thông thường thì anh nghĩ chúng ta chỉ cần nhìn vào bilirubin CB, vậy là total bilirubin là đủ rồi ha. Và khi nhìn vào bilirubin, các em phải đánh giá cho anh cái thông số bilirubin trực tiếp trên bilirubin toàn phần. Được chưa? Chứ không phải chúng ta nhìn vào tương quan giữa bilirubin trực tiếp, bilirubin gián tiếp với giá trị bình thường. Chúng ta muốn chẩn đoán tăng bilirubin trực tiếp, tăng bilirubin gián tiếp hay tăng hỗn hợp thì chúng ta phải dựa vào chỉ số bilirubin trực tiếp trên bilirubin toàn phần, chứ không phải dựa vào tương quan của nó với giá trị bình thường, em hiểu nhá. Nếu như mà tỷ số giữa bilirubin trực tiếp trên bilirubin toàn phần dưới 20%, có nghĩa là bilirubin trực tiếp quá thấp, thì chúng ta chẩn đoán là tăng bilirubin gián tiếp chứ. Tăng bilirubin gián tiếp thì liên quan tới vàng da trước gan nha, vàng da trước gan, ví dụ cả cái trường hợp tăng máu. Nếu các em có nghe cái bài về 10 thông số nước tiểu thì tăng máu ở đây là tăng máu nội mạch hay tăng máu ngoài mạch, mà em sẽ chẩn đoán là tăng máu ngoài mạch. Vị trí thường gặp của tăng máu ngoài mạch là hệ liên vọng nội mô, đúng chưa? Hệ liên vọng nội mô, vị trí thường hay gặp nhất là lách. Còn nếu như tăng máu nội mạch, anh nhắc lại chút luôn, tăng máu nội mạch ví dụ như cả cái trường hợp bị các vận động viên chạy sau một cái đường chạy lâu, sau một cái đợt một cái cuộc đua, thì máu mà cả cái hông cầu đi qua cả cái mã mạch nhỏ với tốc độ nhanh sẽ bị vỡ, thì sẽ tăng hemoglobin chưa. Cho vậy nếu như dưới 20 chúng ta sẽ chẩn đoán nghĩ nhiều tới tăng máu, em hiểu không? Nghĩ nhiều tới tăng máu ngoài mạch. Nếu như CB trên total mà từ 20 cho tới 50% thì chúng ta sẽ chẩn đoán là tăng hỗn hợp. Chúng ta sẽ chẩn đoán là tăng hỗn hợp nha. Chúng ta sẽ chẩn đoán tăng hỗn hợp nghĩa là vỡ tế bào gan. Vỡ tế bào gan, nguyên nhân tại gan và nguyên nhân thường gặp nhất là viêm gan. Ok chưa? Rồi. Ok, thì anh sẽ xóa bỏ cái phần bên này đi. Thứ ba, nếu như chỉ số giữa CB trên total lớn hơn 50% thì chúng ta sẽ chẩn đoán là tăng CB, tức là tăng bilirubin liên hợp. Tăng bilirubin liên hợp thì thường gặp trong cái trường hợp là tắc mạch, tức là sâu gan nha. CB không thể xuống ruột, tức là hắn đã liên hợp được rồi, không thể xuống ruột và nó sẽ trào ra trong máu. Rồi tóm lại anh chỉ nhắc một câu cuối cùng thôi nha, mà em muốn đánh giá tăng bilirubin trực tiếp hay tăng bilirubin gián tiếp thì dựa vào chỉ số giữa CB và total, chứ không phải là dựa vào tương quan của nó với giá trị bình thường nha. Và nhớ con số 20-50.
Rồi, anh đưa ra một cái ví dụ nha. Cả cái con số rất là đẹp, nhưng dĩ nhiên thì trên lâm sàng ít khi mà em có con số đẹp như thế này đó. CB nha, mà giờ nói CB, nãy giờ nói CB thì bây giờ chúng ta sẽ có CB ở đó. Một bệnh nhân vào viện vì vàng da, em nghĩ nguyên nhân là gì? Rồi, như chúng ta thấy ở đây, các em thấy là bệnh nhân tăng cả trực tiếp lần tăng cả gián tiếp, nhưng mà điều này không có ý nghĩa nha, điều này không có ý nghĩa cho mà em nói ở đây tăng hỗn hợp. Các em phải đánh giá chỉ số giữa nha. Qua cái này thực ra cũng cần thiết luôn, chúng ta chỉ cần cái này và cái toàn phần thôi nha. Thực ra nó được in vào thì chúng ta cũng cần thiết. Chúng ta sẽ có cái chỉ số giữa CB và total, được chưa? Chúng ta có chỉ số giữa CB và total bằng 40 trên 100 bằng 40%, nằm trong khoảng từ 20 cho tới 50%. Chúng ta sẽ chẩn đoán là tăng bilirubin hỗn hợp nha. Và nguyên nhân thường gặp nhất là tại gan đấy nha. Chẩn đoán sẽ là viêm gan. Còn viêm gan do gì thì chúng ta cần thêm cả cái marker khác nha. Ví dụ số 2. Một bệnh nhân vào viện vì vàng da, em nghĩ nguyên nhân là gì? Đây, ví dụ này anh chỉ đảo ngược cái con số thôi. Ví dụ trên anh lấy con số ngoài trên là 40, 60, bây giờ anh đảo ngược lại nhá. Tương tự anh cũng ghi ở đây chữ CB cho mẹ em khỏi bị nhầm lẫn. CB trên total của bệnh nhân này là bao nhiêu? 60 trên 100, 60%, được chưa? Nằm trong khoảng từ trên, nằm trong khoảng trên 50%. Như vậy chúng ta chẩn đoán bệnh nhân này là tăng bilirubin trực tiếp. Nếu như bệnh nhân tăng bilirubin trực tiếp sâu gan và khả năng cao là bệnh nhân này bị tắc mạch. Em hiểu nhá. Rồi, chúng ta đưa vào ví dụ cuối cùng. Một bệnh nhân vào viện vì vàng da, em nghĩ nguyên nhân là gì? Tương tự như vậy, anh có chỉ số CB trên total bằng 15 trên cho 100, 15%, tức là dưới 20% nha. Vậy bệnh nhân này chẩn đoán tăng bilirubin gián tiếp. Nếu bệnh nhân tăng bilirubin gián tiếp trước gan và khả năng cao bệnh nhân này bị tăng máu ngoài mạch. Rồi, như vậy hy vọng em hiểu về cái xét nghiệm bilirubin ha, hàng cũng khá đơn giản.